Xin chào các bạn, 18 trận đấu lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League vừa kết thúc vào đêm qua với những kết quả hết sức bất ngờ. Các bạn muốn biết bất ngờ như thế nào thì hãy nhấn một like ủng hộ kênh và cùng nhau xem video nhé. Đầu tiên chúng ta hãy cùng nhau điểm qua kết quả của 18 trận đấu. Trận đấu thứ nhất, trên sân nhà, câu lạc bộ Sabres đã để thua với tỷ số 0-4 trước câu lạc bộ Brest, và đây cũng là chiến thắng thứ 2 của Brest. Trận đấu thứ hai, câu lạc bộ Stuttgart và câu lạc bộ Sparta đã có trận hòa kịch tính với tỷ số 1-1. Trận đấu thứ ba, trên sân nhà câu lạc bộ Dortmund hủy diệt Celtic với tỷ số đậm 7-1. Trận đấu thứ tư, câu lạc bộ PSV và câu lạc bộ Sporting cũng có kết quả hòa 1-1 và chấp nhận chia đôi điểm. Trận đấu thứ năm, không nằm ngoài dự đoán, mặc dù làm khách nhưng Manchester City cũng nghiền nát Slovan Bratislava với tỷ số 4-0. Trận đấu thứ sáu, trên sân nhà câu lạc bộ Barcelona cũng có chiến thắng tưng bừng với tỷ số 5-0 trước câu lạc bộ Young Boys. Trận đấu thứ bảy, Leverkusen đánh bại AC Milan với tỷ số 1-0. Đây là chiến thắng thứ 2 liên tiếp của Leverkusen, nhưng là lần bại trận thứ 2 liên tiếp của AC Milan. Trận đấu thứ 8, trên sân nhà câu lạc bộ Inter Milan cũng có chiến thắng 4 sao trước câu lạc bộ Sao Đỏ Belgrade. Trận đấu thứ 9, trên sân vận động Emirates những họng pháo nổ vang và có chiến thắng 2-0 trước câu lạc bộ PSG. Trận đấu thứ 10, câu lạc bộ Sata tiếp tục bại trận và lần này là để thua câu lạc bộ Atalanta với tỷ số 0-3. Trận đấu thứ 11, câu lạc bộ Feyenoord có chiến thắng đầu tiên khi đánh bại câu lạc bộ Girona với tỷ số 3-2 khi đến làm khách. Trận đấu thứ 12, trên sân nhà, câu lạc bộ Benfica nhấn chìm câu lạc bộ Atletico Madrid với tỷ số 4-0. Trận đấu thứ 13, trên sân vận động Anfield, lữ đoàn đỏ Liverpool cũng có chiến thắng 2-0 trước câu lạc bộ Bologna. Trận đấu thứ 14, trận đấu hấp dẫn và đầy kịch tính giữa câu lạc bộ Leipzig và câu lạc bộ Juventus đã kết thúc với tỷ số 2-3. Với phần thắng thuộc về đội khách Juventus, trận đấu thứ 15, trên sân nhà, câu lạc bộ LOSC đã gây bất ngờ khi giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1-0 trước nhà đương kim vô địch câu lạc bộ Real Madrid. Trận đấu thứ 16, trên sân nhà câu lạc bộ Stumgra đã để thua câu lạc bộ Club Brugge với tỷ số 0-1. Trận đấu thứ 17, bầy sư tử Aston Villa đã gây bất ngờ khi giành chiến thắng 1-0 ngay trên sân vận động Villa Park trước câu lạc bộ Bayern Munich. Với chiến thắng này của Aston Villa thì cả 4 đại diện đến từ Anh đều giành chiến thắng trong lượt trận thứ 2 này. Trận đấu thứ 18, trận đấu cuối cùng câu lạc bộ Dynamo đã hòa kịch tính với tỷ số 2-2 trước câu lạc bộ Monaco. Sau 18 lượt trận vòng 2 vừa rồi với những kết quả đầy bất ngờ, bảng xếp hạng Champions League đã có những thay đổi kịch tính như sau. Cụ thể, vị trí đầu bảng vòng này đã thuộc về câu lạc bộ Dortmund sau khi có chiến thắng thứ 2 liên tiếp và chiến thắng đậm trước đối thủ ở vòng 2 này. Hiện tại Dortmund có tổng 10 bàn thắng và tổng 6 điểm, xứng đáng thay Bayern chiếm giữ ngôi đầu. Vị trí thứ 2 thuộc về câu lạc bộ Brest, sau chiến thắng thứ 2 liên tiếp ở vòng 2 này, từ vị trí thứ 13 Brest đã tăng tốc vượt thẳng lên vị trí nhì bảng, chiếm giữ một suất trong 8 vị trí đầu bảng. Vị trí thứ 3 thuộc về câu lạc bộ Benfica, Benfica cũng có màn tăng tốc ngoạn mục từ vị trí 11 lên. Hiện tại Benfica cũng có tổng 6 điểm sau 2 vòng đấu. Vị trí thứ 4 thuộc về câu lạc bộ Leverkusen, với chiến thắng thứ 2 cùng tổng 6 điểm có được, Leverkusen vẫn trụ vững trong top 8. Vị trí thứ 5 thuộc về lữ đoàn đỏ Liverpool, vẫn nằm yên trong top 8 với tổng 6 điểm sau 2 vòng đấu. Vị trí thứ 6 thuộc về câu lạc bộ Aston Villa, hiện cũng cùng có tổng 6 điểm và vẫn trụ vững trong top 8. Vị trí thứ 7 thuộc về câu lạc bộ Juventus, tiếp tục giành chiến thắng trong vòng 2 này và có thêm 3 điểm, Juventus vẫn nằm trong top 8 với tổng 6 điểm sau 2 lượt đấu. Vị trí thứ 8 thuộc về câu lạc bộ Manchester City, có chiến thắng đầu tiên và giành trọn vẹn 3 điểm, Man City chen chân vào top 8 với tổng 4 điểm và là đại diện thứ 3 của Anh nằm trong top 8. Vị trí thứ 9 đang thuộc về câu lạc bộ Inter Milan có tổng 4 điểm sau 2 lượt đấu. Vị trí thứ 10 thuộc về câu lạc bộ Sparta cũng cùng có tổng 4 điểm nhưng kém hiệu số bàn thắng bại so với Inter Milan. Vị trí thứ 11 thuộc về câu lạc bộ Atalanta cũng có tổng 4 điểm sau 2 lượt đấu. Vị trí thứ 12 thuộc về câu lạc bộ Sporting cũng cùng có tổng 4 điểm sau 2 lượt đấu. Vị trí thứ 13 thuộc về pháo thủ Arsenal cũng đã có tổng 4 điểm. Vị trí thứ 14 thuộc về câu lạc bộ Monaco, để hòa và chỉ có thêm 1 điểm trong lượt trận thứ 2 nên Monaco hiện có tổng 4 điểm sau 2 lượt đấu. Ở vị trí thứ 15 là câu lạc bộ Bayern Munich, từ vị trí đầu bảng bị đá thẳng xuống vị trí 15, do để thua Aston Villa ở lượt trận thứ 2, hiện tại Bayern chỉ có tổng 3 điểm sau 2 lượt trận. Vị trí thứ 16 thuộc về câu lạc bộ Barcelona cũng chỉ đang có tổng 3 điểm sau 2 lượt trận. Vị trí thứ 17 là nhà đương kim vô địch Real Madrid, cũng cùng chung số phận 3 điểm sau 2 lượt đấu. Vị trí thứ 18 là câu lạc bộ LOSC, có chiến thắng trước đối thủ mạnh ở vòng này và giành trọn vẹn 3 điểm đã giúp LOSC thoát khỏi vùng nguy hiểm và vươn lên vị trí 18. Vị trí thứ 19 thuộc về câu lạc bộ PSG cũng có tổng 3 điểm sau 2 lượt trận. Ở vị trí thứ 20 là câu lạc bộ Celtic, thua đậm trong lượt trận thứ 2, Celtic hiện có tổng 3 điểm sau 2 lượt trận. Vị trí thứ 21 là câu lạc bộ Club Brugge, có được 3 điểm trong lượt trận thứ 2, Club Brugge tạm thoát khỏi vị trí nguy hiểm với tổng 3 điểm. Vị trí thứ 22, tương tự,
câu lạc bộ Feyenoord cũng vươn lên vị trí an toàn nhờ chiến thắng và có 3 điểm trong lượt trận thứ hai này. Vị trí thứ 23 thuộc về câu lạc bộ Atletico Madrid, có tổng 3 điểm sau 2 lượt trận. Vị trí thứ 24 thuộc về câu lạc bộ PSV với chỉ 1 điểm sau 2 lượt trận. 12 vị trí cuối bảng và cũng là vị trí nguy hiểm thuộc về các câu lạc bộ gồm: vị trí thứ 25 là câu lạc bộ Stuttgart hiện đang chỉ có 1 điểm. Vị trí 26 là câu lạc bộ Bologna, cũng chỉ có tổng 1 điểm sau 2 lượt trận. Vị trí 27 thuộc về câu lạc bộ Sata cũng chỉ đang có được 1 điểm. Vị trí thứ 28 là sự vươn lên của câu lạc bộ Dinamo, sau một tuần nằm ở vị trí cuối bảng, hiện tại Dinamo đã có được 1 điểm sau 2 vòng đấu. Vị trí 29 thuộc về câu lạc bộ Leipzig, tiếp tục thua cuộc trong lượt trận thứ 2, Leipzig vẫn hoàn toàn trắng tay sau 2 lượt trận. Cùng chung số phận, ở vị trí 30 là câu lạc bộ Girona cũng chưa có điểm nào. Vị trí số 31 là câu lạc bộ Stuttgart cũng không có điểm nào. Vị trí thứ 32 là câu lạc bộ AC Milan, gây thất vọng khi thất bại và trắng tay ở cả hai lượt trận. Vị trí thứ 33 là câu lạc bộ Sao Đỏ Belgrade cũng cùng có 0 điểm. Vị trí thứ 34 là câu lạc bộ Sabres cũng không có điểm nào. Vị trí thứ 35 là câu lạc bộ Slovan Bratislava cũng trắng tay và không có điểm nào. Vị trí 36 vị trí cuối bảng tuần này thuộc về câu lạc bộ Young Boys sau khi để thua đậm Barcelona, và đương nhiên là Young Boys vẫn chưa có điểm nào. Video đến đây là hết rồi, hãy nhấn một like để ủng hộ kênh và đón xem video lịch thi đấu lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League mùa 2024-2025 nhé.